Triển lãm quân sự quốc tế lần thứ 10 diễn ra tại vùng Ural, Nga đang bước vào ngày cuối cùng. Hơn 400 công ty sản xuất vũ khí với đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia đã tham gia cuộc triển lãm này. Đây là dịp để Nga giới thiệu nhiều loại vũ khí hiện đại mới, trong đó có xe tăng Atmanta mới ra mắt trong lễ diễu binh mừng ngày chiến thắng tại Moscow ngày 9 tháng 5 vừa qua. Những khí tài của Nga được đánh giá là đơn giản mà hiện đại và hiệu quả, giá thành hợp lý. Nga hiện đang tìm cách thay thế những linh kiện vũ khí vốn vẫn nhập từ châu Âu nhưng nay đã bị hạn chế do lệnh cấm vận. Nguồn tin từ các tập đoàn sản xuất máy bay của Italia hôm qua xác nhận, Coes đã mua 28 chiếc máy bay Eurofighter Typhoon, chính thức trở thành quốc gia thứ 8 theo đuổi loại máy bay chiến đấu này. Theo đó, hợp đồng có trị giá lên tới 9 tỷ đô la Mỹ, kéo dài 20 năm. Eurofighter Typhoon là chiếc máy bay chiến đấu hiện đại duy nhất được sản xuất trên 4 dây chuyền khác nhau với sự tham gia đa quốc gia. Coes và các nước vùng vịnh Trung Đông đang tìm mua các thiết bị quân sự công nghệ cao để gia tăng sức mạnh quân sự. Hôm qua 11 tháng 9, lính NATO đóng tại Afghanistan đã tưởng niệm 14 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, tưởng nhớ nạn nhân và những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo chỉ huy lực lượng NATO ở Afghanistan, tướng John Campbell, sứ mệnh của NATO ở Afghanistan là nhằm giúp người dân nơi này xây dựng cuộc sống ổn định, tương lai bền vững, đồng thời bảo vệ sự an toàn của các quốc gia NATO từ xa, ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn. Lực lượng không quân Hoàng gia Australia đã thực hiện chiến dịch đầu tiên tại Syria từ hôm qua, nhưng đã quay trở về căn cứ mà không phải sử dụng đến vũ khí. Hai chiến đấu cơ FA-18A Hornet, một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-7A và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-30A được cử đi trong sứ mệnh này. Trước đó, ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã đồng ý mở rộng các cuộc không kích chống IS từ Iraq sang Syria theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ.